Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần đây. Mình là chủ thương hiệu của trái cây Quý Mộc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một loại trái cây rất là thông dụng nhưng mà chúng ta nhiều người cũng ít có tìm hiểu về cái giá trị của nó. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một loại trái cây. Các bạn nhìn, các bạn đã đoán được ngay là quả gì rồi. Cái quả này là quả hồng xiêm, người Bắc gọi là quả hồng xiêm nhưng mà người Nam gọi là quả sabuche. Quả này nó có tính mát, vị ngọt, thanh, ăn rất là thích nha các bạn. Ở Việt Nam thì giá rất là không rất là rẻ, nhưng mà ở bên Canada, năm ngoái mình ở Canada thì cái này rất là đắt, mua ba quả này thì phải gần 200 ngàn cơ. Thì nhập vô đây rất là đắt. Thì ở trong quả hồng xiêm là chứa rất là nhiều vitamin A, vitamin B, magie, chất sắt, chất xơ, chất đồng, chất chống oxy hóa và chất glucose, đường gluco và carbon hydrate. Nhờ những cái vitamin và khoáng chất có trong sabuche mà sabuche có tác dụng thứ nhất là cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhờ các cái lượng đường gluco trong sabuche mà sabuche giúp mà cung cấp năng lượng cho những người là vận động viên, hoặc là cho bà mẹ, hoặc là cho em bé mẹ bầu á, cũng rất là cần cung cấp năng lượng, thì ăn quả sabuche rất là tốt. Thứ hai là cái lượng xơ ở trong quả sabuche nó rất là nhiều, cho nên nó giúp cho cái việc mà ngăn ngừa táo bón rất là tốt, giúp cho nhuận tràng và làm sạch cái đường tiêu hóa là bao tử và các cái đường tiêu hóa phía dưới. Thì họ là cái này nó làm rất là tốt, nó tẩy sạch những cái chất bẩn ở trong trong cái đường tiêu hóa. Thứ ba nữa là nhờ cái hoạt chất chống oxy hóa mà cái trái sabuche này nó có tác dụng ngăn ngừa ung thư rất là tốt, ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, rồi ngăn ngừa các cái gốc tự do có hại trong cơ thể, nó ngăn ngừa hết, nó giúp cho cái sự sống của chúng ta tốt hơn, tuổi thọ kéo dài hơn. Và thứ nữa là nó chống viêm là nó chống lại các loại như là viêm thực quản, viêm dạ dày, viêm đường ruột, tất cả các loại viêm trong cơ thể nó tác dụng chống viêm rất là tốt. Đây bây giờ đang là mùa sabuche, các bạn hãy mua những quả sabuche thật tươi ngon cho gia đình mình thưởng thức nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.